Ok, hello anh em. Tôi đã lại quay trở lại với anh em ở đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi Minecraft anh em nhé. Cũng đã mấy ngày rồi tôi chưa có chơi anh em ạ. Đợt này ấy quá. Đợt này hơi bận nhiều cái, không có thời gian để làm video lắm. Bây giờ mới có thể làm video cho anh em. Ok, thì nãy tôi đã vào trong này, tôi chạy một chút rồi. Thì anh em biết là tôi thấy có một cái gì không? À không, tôi nhìn nhầm một cái. Nãy là tôi thấy có một cái rất là đây kìa. Cái kia là cái gì? Cái kia là cái gì? Anh có biết cái kia là cái gì không? Cái kia nếu mà theo tôi được biết là cái nó giống như một cái kim tự tháp của Ai Cập đấy anh em. Tôi đến thì ô đúng rồi, trước là tôi đã tạo bằng rồi mà quên mất rồi. Trước là tôi đã trở siêu nhân rồi, quá là pro. Xem này, úi rồi, quá ghê. Đâu rồi, ở đâu rồi? Ở đây này. Đó, nói này. Thế bây giờ vào bằng đường nào? Anh em? Bây giờ vào bằng cái đường nào? Vào bằng cái đường nãy hả? Xa thế? Khá là cao. Để xuống thử làm sao. Ui. Ui rồi. Nó nổ hỏng luôn cả cái kim tự tháp của tôi rồi anh em ạ. Quá buồn. Cái này là cái hố gì đây? Sao nó lại có cái hố này? Hình như là dưới này nó có cái gì đấy anh em ạ. Để chỗ xuống tôi xem thử. Mình xuống sao? Nhưng mà nếu mà theo như tôi được biết là trong kiểu tháp là có bẫy anh em ạ, có bẫy. Nên là chúng ta phải cẩn thận. Mình xuống sao ra? Không biết là tôi mà nhảy xuống nữa có sao? À đúng rồi đây này. Đó. Đấy, mình cứ đào này thì mình xuống được. Tối quá. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì mà trông nó như là kiểu là mình dẫm vào thì nó sẽ xảy ra cái gì vậy? Thôi từ kệ đi, tôi không muốn dính dáng theo nó lắm anh em ạ. Tôi cứ ui kim cương em ơi, ui kim cương, ui thế này là mình đủ kim cương rồi đấy anh em. Thì mình có 2 viên ở nhà rồi mà, bây giờ mình thêm 1 viên nữa là mình đủ. Sách được khảm, đẹp nhở. Chắc là có ích gì đấy anh em ạ. Cứ mang về làm sao vứt tùy, vứt bối cây ra, mình cẩn quá cái cây đúng không? Nói chung là tôi ấy lắm anh em ạ. Tôi gọi là tôi phải tỉnh, tôi dẫm ở đây cái là tôi toang luôn, tôi không muốn thử đâu. Tôi không biết là nó có chuyện xảy ra không. Thế để tôi thử dẫm thử phát làm sao nhỉ? Nếu vậy mình cần phải chuẩn bị đồ thì chốc mình chạy lên anh em ạ. Để tôi thử lấy đồ, tôi dẫm thử phát làm sao. Tớ phải vứt cái đồi đó ra, vứt cái này ra, vứt cái nào ra, vứt cái cây qua nhỉ. Để tôi ném thử cái gì xuống xem nó có xảy ra cái gì không anh em ạ. Ném cái rương xuống. Có cái gì xảy ra không? Không à? Không à? Ôi. Không có cái gì xảy ra anh em ạ. Có vẻ là nó chả phải là cái bẫy rồi, sẽ kệ bố đi. Trời rồi, trời tối rồi. Trời tối mà tôi không có mang giường rồi các bạn. Chết cha rồi. Bây giờ sao mà tôi đi ngủ? Thôi thì đi khám phá nốt cái hang này sao nào. Cũng đẹp ấy chứ nhỉ. Chỗ này cũng đẹp ấy chứ, cũng xây cũng gọi là cũng trông cũng đẹp mắt đấy. Này là cái gì đây? Ồ, đây là cái lối đi lên, thế nhưng mà không biết là đi lên đây là đi lên đâu anh em ạ. Cát trời lấp rồi. Ồ, hóa ra là đi lên trên mặt đất. Cũng hay, chứ nó vậy thì bên này nó cũng tương tự vậy à? Cũng hay. Tôi chạy về nhà đây anh em ạ. Tôi không nhớ nhà tôi ở đâu. Hình nhà tôi ở bên kia. Nhà tôi bên kia anh em ạ. Kia rồi, đó, đẹp. Vì sao cái chỗ này nó cái sáng sáng cái này? Chỗ này có cái gì? À, hồ dung nham anh em, hồ dung nham nên nó cứ sáng sáng là đúng rồi. Rồi thôi tôi chạy về đây anh em. Ui, quá ghê, quá là ghê anh em ạ. Tôi đi về cho an toàn anh em ạ. Về nhà đi ngủ cho an toàn anh em nhỉ. Kìa rồi đấy, kia là cái nhà thân yêu của mình. Vì sao ở đây nó cứ có mấy cái hố xấu xấu này trông ghê này. Thôi, tôi không có nào đi sau anh em ạ. Ô, nó dân thế. Nó dân thế, nó dám chiếm giường của tôi chứ, trách á. Láo rồi. Quá láo anh em ạ. Rồi. Nhìn đi. Đó. Tôi nhận ra là tôi không có một cái rương nào để đâu rồi nhỉ. Tôi cần phải làm một cái rương để đồ anh em ơi. Rương đâu, rương làm thế nào ta? Bây giờ muốn làm cái rương làm kiểu gì anh em? Đây rồi. Đấy, chest. Tôi làm hai cái, tôi đựng cho nó đẹp. Để tôi để đâu ta? Đây đi. Pam. Đặt gần nhau thì nó sẽ gộp lại thành một cái rương bự anh em ạ. Ok, ôi rộng phết được, ngon. Ok, đó. Cật đổ thôi, thích quá. À đúng rồi, hồi trước tôi còn để đồ ở nhà của thằng kia mà tôi còn chưa có lấy lại. Không biết là nó trộm đồ của mình không. Thằng này. Thế rồi, đấy, ngon quá. Từ từ tôi về tôi cất hết đồ ra, sau đó thì tôi cầm đồ ở đây qua. Đó, thiếu chuyển đồ qua. Sách đẹp nhỉ, sách nó cứ lấp lánh, nó y như là cái cuốc vàng hồi trước của tôi anh em ạ. Y như cuốc vàng luôn. Đẹp, khá đẹp đấy. Rồi, thích quá. Bây giờ mình có rương rồi thì mình làm cái gì cũng dễ. Cầm cái gì cũng dễ. Mình muốn cất cái gì vào rương thì cũng được. Đấy. Em thấy không? Quá giàu luôn. Cactus, cactus, cất hết. Thôi rồi đã, đi qua bên kia lấy đồ làm sao. Ồ, mình giữ ship rồi mình ấn cái đống này thì nó tự bắn hết vào đồ của mình anh em ạ. Tự bắn hết vào trong cái event của mình luôn. Đó là xịn. Xịn nó. Đây, trước tôi lút được cái này này, anh em nhìn này đó. Cuốc cực kỳ xịn luôn. Đó, cuốc vàng luôn ấy, xịn đâu anh em. Đó. Đấy. Táo. Quá xịn anh em ạ. Đấy. Anh em tôi có nhiều đồ chưa? Quá nhiều đồ. Thì bây giờ ấy, lần này anh em nhìn ba phim kim cương này về chúng ta sẽ làm cái cuốc kim cương anh em ơi. Làm cái cuốc kim cương để làm gì anh em biết không? Để chúng ta có thể đào đá và vào địa ngục đấy anh em. Ấy, trời ơi. Cuộc đẹp quá nhờ. Xịn quá nhờ. À đúng rồi, tôi nung hết cái đống bạc với cái đống vàng này luôn để làm dụng cụ để mình có chuẩn bị vào địa ngục anh em ạ. Nâng hết luôn thì làm sao ấy nhở. Đúng rồi, mình cần lò nung. Đây là cái lò nung của tôi rồi. Lò nung. Than đâu ra? Than đâu ta? Block of coal. À, block. Okay. Đó. Mà có mỗi cái nung hơi lâu anh em nhỉ? Để tôi làm thêm cái nữa. Nung cho nhanh. Mình gọi là giờ mình quá giàu rồi. Đúng rồi, furnace, đúng rồi, chọn rồi. Nung luôn cho chắc, sợ gì. Cho em, ô chết rồi, chết rồi. Nãy ấn nút thì để nó chia ra được một nửa ấy ra. Nãy mình ấn nút gì để nó chia ra được một nửa thôi. À, đúng rồi, mình ấn chuột phải là được anh em ạ. Đó, rất là xịn luôn. Đó. Bây giờ thì mình phải đi, đúng rồi, bây giờ thì tôi nhớ rồi anh em ạ. Tôi phải làm cái xô. Tôi phải làm cái xô nước. Xô nước để này, để mình múc nước anh em ạ. Đó. Các streamer ở trên YouTube đã nói rồi. Mình phải múc nước rồi mình mới làm được cái cục để mình tạo ra được cánh cổng anh em ạ. Múc nước, múc nước. Múc nước, bây giờ phải kiếm nước để múc. Cũng may quá là gần đây có ngay cái hồ lava anh em ạ. Múc nước cái tôi đổ vào cái hồ cái là coi như là xuống rồi luôn. Quá đẹp. Một kịch bản quá đẹp luôn. Múc. Đấy. Đấy, tôi múc nước vào đấy anh em. Thì game xịn không? Sao anh em biết thế nào không? Bây giờ mình sẽ đổ cái nước vào trong đống lava này anh em ạ. Thì là ngoài đời thì nước mà kết hợp với lava là nó tạo ra cái đá dung nham ấy đúng không? Hình như vậy đúng không? Nó tạo ra một cái loại đá. Thì vì chính là nhờ cái phản ứng này mà nó tạo ra được khá nhiều hòn đảo đấy. Bởi vì là thì núi thì là mấy cái núi lửa phun trào ở dưới đáy biển đó. Thế là nó gặp nước nó biến thành đảo, khá là hay. Đấy, đấy, ủa. Nghe em thành đã nhở. Đây này này. Chính là cái đá này để tạo cổng địa ngục này anh em. Oh, đá nhờ. Rồi đấy. Bây giờ là mình sẽ đứng đào đấy anh em. Mình đào. Okay. Ui, xịn quá, đá đẹp quá. Đào. Sao thấy nó hơi lâu anh em ạ. À, đấy. Ồ, đó. Đó anh em, mình đào rồi đấy anh em. Nếu mà theo như tôi được biết từ các streamer Thì để có thể làm cổng địa ngục là mình cần tối thiểu là 10 cục đá này anh em ạ. Cần tối thiểu 10 cục đá thôi là mình đã làm một cổng địa ngục rồi. Còn 5 cục rồi. Ơ, ở đâu mới có bao nhiêu cục rồi ta? Đấy, còn 5 cục rồi anh em ạ. Để tôi đào tiếp làm sao. Cố gắng lên. Đồ của chúng ta bây giờ cũng đã khá là xịn rồi đúng không? Đó. Đồ của chúng ta giờ khá là xịn rồi. Hình như là cái ô này là mình để khiên đúng không anh em? Thì mình có thể làm khiên này rồi mình đặt vào đó đúng không? Khiên, tôi cũng không biết làm khiên nào, để chút tôi xem thử làm sao. Khiên cũng hay nhỉ, khiên... Ui! Ui dồi ôi, tôi giật cả mình đấy anh em ạ, tôi giật cả mình đấy. Để tôi làm khiên tôi đặt thử vào đó xem là mình dùng khiên thế nào, mình chấm được chắc cả đạn đủng các thứ nó bắn đến đấy. Nó cứ dọa mình nhỉ, vì sao nó cứ có một cái lớp lava nữa bên dưới cứ dọa mình. À, thêm một cục nữa là đủ rồi anh em ạ. Rồi, 10 cục rồi anh em ơi. Tôi về tôi tạo cổng cho anh em xem. Tôi tạo cổng địa ngục cho anh em xem nhé. Rồi thì chúng ta sẽ đi với địa ngục anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng khám phá địa ngục anh em ạ. Thì là cái trò này là mình có thể vào địa ngục nó bằng cách là mình đi qua cổng chứ không phải là mình chết đi anh em ạ, nó khá hài. Chúng là như vậy là những người tạo cổng thì ấy, thì cách tạo cổng ấy là thế này này anh em. Tạo cổng ở đâu ta? Tạo cổng ở đây đi nhỉ. Đó. Đó. Thôi tôi tạo nó sát vào tí. Đó. Tại tí à. Ok. Ơ chết rồi. Đây, 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 đây. 1, 2, đó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Chín, 10. Đó anh em ạ. Đây là cái hình dáng của cái cổng đây thì đúng là nó hơi bị thiếu cái góc, thì nó hơi bị thiếu cái góc thật, nhưng mà đây là cách tạo cổng gọi là đỡ tốn nguyên liệu nhất đấy, mình sẽ đỡ phải đào thêm 4 cục nữa để đặt vào 4 góc. Tiết kiệm anh em nhỉ, tiết kiệm chứ. Ok. Thì bây giờ anh em muốn mở ra đấy cổng ấy, bởi vì anh em nhìn này, các cái chỉ là cái cổng thôi nhưng mà nó vẫn chưa mở ra được ấy. Thì anh em phải có lửa. Thì thật sự thì tôi không biết là tôi mang cái lò nung mà tôi để gần đấy thì có được không. Nhưng mà các youtuber là họ có chỉ cho tôi là họ có đều chơi rồi, thực ra thì họ không hẳn chỉ cho tôi đâu. Đó là chúng ta có thể tạo ra lửa bằng cái gì đấy ta? Bằng cái gì ta, cái đấy gọi là cái gì ta, tôi quên, tôi cứ đi ngủ đây anh em. Rồi. Cái đấy là cái gì? Để tôi thử mở cái inventory ra. À, đây tôi mở cái đống này xem sao. Tạo lửa bằng cái gì ta? Campfire chắc không phải đâu. Ui, nó còn có cả cái lửa xanh đó thì đẹp thế. Tạo lửa làm sao ta? Đây này anh em này, chúng ta sẽ dùng cái này gọi là cái bật lửa anh em ạ. Chúng ta có bạc này và chúng ta cần phải có cái flint này. Flint này là cái gì ta? Trong này tôi không có flint, để tôi vào làng tôi lút thử xem trong làng có flint không. Mình gần làng mà, đúng không nhé? Mình gần làng mà. Cho em mượn tí đồ các anh dân nhá. Xem các anh có đồ gì không. tránh các bạn này. Nhà chả có cái rương luôn đó, chả nghèo thế. Sao cái nhà này thì trong cái bậc thang hay cái này. Ôi, sao trong mặt thế này. Cái rương ấy. Cái này là cái gì, cái này mình chả cần đâu. Cái này là mình có thể nhìn toàn cảnh ngôi làng luôn. Khá đẹp anh em ạ. Thế này là khi nào mà có cướp đến nhỉ? Khi nào có cướp đến hoặc là có zombie zombie bùng, mình đứng ở trên này mình nhìn ấy. Đấy. Trong này có cướp không anh em? Trong này kiểu là thì dân làng thể nào thì chẳng phải có cướp chứ đúng không? Thì nếu mà có dân thể nào thì chẳng phải có cướp. Kiểu bọn khủng bố ấy, cướp làng. Tôi đóng băng cả cái chỗ này luôn. Xịn. Bây giờ sao ta? Tôi chỉ cần cái Flint thôi. Trong làng của anh nào có Flint không? Của anh nào có Flint không? Tôi có 3 có, chỉ cần Flint nữa là được rồi. Nhà nó có vẻ to, cầu mong là có cái room. Đây là phòng sách à? Đây là cái gì hay này? Đây là mình trao đổi anh em ạ. Mình trao đổi 24 giấy là mình được một viên màu xanh. Trao đổi 42 viên là mình mới được một quyển sách này. Sao mà đắt thế? Sao mà kiếm nó được bằng đế viên? Tận 42 viên đấy anh em. Cái tính năng trao đổi đấy cũng hay nhỉ. Để nào tôi lên mạng tôi xem thử xem cái đấy là cái gì. Có rơm rồi, có rơm. Có bánh mì. Được cái bánh mì là có loại này. Có tí lúa, tôi cầm tí lúa về cũng được. Flynn đâu? Flynn kiếm kiểu gì? Flynn kiếm kiểu gì ta? Flynn kiếm kiểu gì ta? Tại sao lại không có Flynn? Chỉ cần một cái là làm được cái ấy rồi mà. Lạ ta. Flynn kiếm kiểu gì anh em nhỉ? Tôi thật sự tôi thấy cái rất là quen luôn này mà tôi không nhớ là kiếm kiểu gì. Tôi không nhớ là nó kiếm kiểu gì. Để xem thử anh này có gì không. Anh cũng không có gì. Mấy cái này cũng hay ấy chứ nhỉ. Trao đổi cho đùng cũng hay chứ. Flynn kiếm kiểu gì anh ơi? Úi rồi, mình đổi 9 ngọc xanh là mình được một cái kiếm khảm này. Đẹp không? Đẹp nhỉ, đập lạnh. Hay gì đấy anh? Anh tính làm gì em? Ôi, thôi anh ơi. Ôi, sợ thế. Flynn kiếm kiểu gì ta? Hình như là mình đập một cái loại gì đó là nó ra cái Flynn đấy anh em. Theo tôi nhớ là mình đập một cái loại đá này đó là nó cũng ra Flynn đấy. Nhưng mà tôi không nhớ kỹ là nó là cái loại gì. Cái pyramid này. Cái pyramid nãy thì mình đi đúng không? Để tôi xuống hang động nhòm xem mà có cái loại đá đấy không. Tối nhỉ? Đó là tối. Đúng rồi. Khá là tối anh em ạ. Mà không biết cái loại đá đấy nó khá là nhăn anh em ạ. Nó nhăn y như cái đá này này. Không biết có đúng không, tôi đào thử phải không sao. Có vẻ không phải anh em ạ. Đào cái này thấy cảm giác không đúng lắm. Mình đào nó phải rơi đấy kia chứ chẳng. Không có rồi. Tôi thử tìm đi thêm tí nữa, tìm có. Úi dồi, sâu nhỉ anh. Nhìn ở đây cũng không thấy cái gì anh em ạ. Một, hai đó. Nó ở đâu ta? Không biết là cái khu núi kia có không. Nói chung là tôi nhận ra đó là cái map của tôi rất là thiên thời địa lợi các em ạ. Kiểu là tôi cần cái gì là một lúc sau là tôi tìm thấy luôn. Rất là thiên thời địa lợi. Nên tôi để thử lên đây, tôi sẽ nhòm thử xem mà biết đâu. Biết đâu. Cái đá này là cái đá hôm nãy không đúng này. Cái Flynn đấy, nếu dịch cái tiếng Việt là gì ta? Hình như là... đau. Ui, ok, cẩn thận. Đá, ui, có lava thế mà. Sao mặt đã phết nhỉ? Sao mặt đã phết? Tôi không hiểu sao mà tôi cứ thích sa mạc chứ tôi không thích rừng anh em ạ, lạ thật. Đúng rồi, đây này anh em này, chính là cái đá này. Tôi nhớ là nó là cái loại đá mà khi mình đi trên nó thì nó có một cái tiếng kêu kêu, nó như là mình đi trên, như là mình đi trên cỏ đấy á. Đây này, chính nó cái này. Đó. Thì phải kiểu là mình có thể đào nó không bằng tay. À, cái gì ạ? Đây này, chính nó này. Vậy tôi nói nhầm, mình đào nó là mình chỉ cần dùng tay. Đó. Ui, đào. Thôi anh em. Flynn này đó. Bây giờ về nhà thôi anh em. Ui rồi. Về nhà thôi anh em ạ. Thằng này nó trèo nhanh nhờ. Trèo nhanh phết. Về nhà thôi, về nhà thôi. Sắp vào địa ngục của đây anh em. Chúng ta sắp vào địa ngục của đây anh em. Ui. Pyramid. Chào bạn Pyramid nhá. Mình lấy hết đồ của bạn rồi. Thử nhóm xem nó có gì mới không? Không có gì mới anh em ạ. Ở nhà làm cổng rồi vào địa ngục thôi. Không biết trong địa ngục của con thì anh em. Trong địa ngục chắc chắn là phải có nhiều con kiểu là quái vật lắm ấy đúng không? Chứ to lắm. Thật ra là cũng vừa thích vừa sợ các bạn thật. Thật ra cũng vừa thích vừa sợ. Vừa thích vừa sợ thôi. Vào đấy sợ nó đập cho chết đấy. Chứ cũng ghê. Để, từ từ đã, tôi làm cái khiên đó anh em ạ. Tôi cần làm cái khiên. À này, nó nung xong đồ cho mình rồi này, thích chưa? Úi rồi, giàu lắm anh em ơi. Để, bây giờ làm cái khiên kiểu gì nhỉ? Search đi. Khiên thì hình như là siêu hay sao ấy. Siêu đây này. Siêu LD đây này, à đó, khiên đây này đó. Cần gỗ và một bạc rất là rẻ nhờ. Gỗ đâu? Gỗ đây. Nói trước nó nhặt thật. Đây. Khiên, xớp này, khiên. Đây rồi, đó. Úi dồi, ngon quá anh em ơi. Đúng luôn. Khiên này anh em. Đó, khiên đó. Ồ. Thì nếu mình đang đứng thì mình ấn chuột phải thì nó giơ khiên đây anh em ạ. Nó giơ khiên nó đỡ. Hay nhỉ. Hay đấy. Được đấy. Thằng dân nó lại chui ở đây nó ngủ anh em ạ. Rất là khó chịu. Thôi cho mình đi đó. Anh em nhìn này đó, giáp dục nó cứ khá chuẩn rồi. Tôi có kiếm rồi này. Tôi có ấy rồi này, có cuốc rồi này. Thôi cuốc kim cương chắc để ở nhà anh em ạ, chắc để ở nhà cho an toàn. Có mỗi cái cuốc đấy, nhà cho an toàn, mỗi cái cuốc ấy anh em ơi. Vàng bạc chắc cất hết ở nhà cho an toàn. Flynn phờ lủng ở đây đấy, đúng rồi. Flynn thì mình phải ấy chứ, Flynn phải làm chứ đúng không? Để tôi làm cái đánh lửa. Đây rồi, đó. Rồi, anh dân tránh ra anh dân này. Rồi. Chúng ta sẽ cắt đầu đi. Nói thật là thật ra là mình mang có mỗi tí đồ vào trong địa ngục lắm, hơi sợ. Tôi nghĩ là tôi sẽ mang theo gỗ vào địa ngục, bởi vì biết đâu là mình có thể cần cái gì đó, hoặc là mình nên mang theo một cái nữa. Đây cái cục ấy đi, thì gỗ thì trong địa ngục chắc là phải có lửa. Nếu mà có lửa thì tôi sợ gỗ bị cháy. Đồ ăn hơi thiếu nhỉ, chắc làm thêm tí bánh mì mang đi anh em ơi. Làm bánh mì mang đi. Bánh mì thì làm cái này hay sao ấy, đúng rồi. Tôi nhớ là mình kéo qua phát đấy, kéo qua phát đó, kéo qua phát, ấn vào phát rồi 34 cái luôn, quá giàu. Cầm gì nữa không nhỉ? Chắc cầm bom đi à? Cầm bom đi, trong đấy chắc cầm bom đi anh em ạ. Sợ trong đấy có con gì cầm đi cho nổ chứ đúng không? Có kiếm cùng cái thứ rồi này, cũng chung đổ đấy à, chung cũng đủ đấy đúng không? Chắc cầm thêm mấy cuốc, cầm không? Chắc cầm thêm mấy cuốc vàng đi anh ạ. Thì cuốc vàng thì vàng mình nhiều, mình làm dễ. Chứ còn cuốc kim cương nhưng mà chúng chắc không sao đâu nhỉ. Tôi thấy ok rồi đấy anh em nhỉ, ok rồi đấy nhỉ. Đi nhá, ở địa ngục nhá. Hơi ít đuốc, chắc trong địa ngục tối lắm. Cầm thêm than với cái này đi, chốc có gì còn đấy đâu. Rồi, đi thôi anh em ơi. Hồi hộp quá. Trong địa ngục có cái gì ta? Đấy. Mình đốt một phát là nó mở lên cái cánh cổng này anh em này. Đấy. Đấy. Ôi chết cha rồi, từ. Tôi thật sự là tôi không có muốn cho những anh dân đi vào trong này đâu, nên là tôi phải chặn cái này lại. Thì tốt nhất là mấy anh dân cứ phải ở yên ngoài này cho nó an toàn anh em ạ. Chứ đi vào trong này nó nguy hiểm lắm. Thì tôi để tôi mang cửa ra, tôi chặn nó lại. Đây rồi. Mình làm gì mình cũng phải biết suy nghĩ đến dân anh em ạ, làm gì cũng phải biết hãy cho dân. Sao không đặt được cửa thế? Đặt cái này thấy nó hơi sida anh em ạ. Đấy. Sida thôi. Sao giờ sao đặt được cửa ta? Phải đứng chặn đây đặt ra. Sida quá, từ tôi phá cái cổng đi, tôi làm lại cái cửa. Ôi, đừng có vào anh nhá, tránh anh này. Phá cái cổng đi, tôi đặt lại cái cửa đấy anh em ạ. Tôi bảo vệ dân, cái này là làng của tôi mà anh em ạ. Rồi. Phá nó vỡ y như kính anh em ạ. Đó. Đấy, như này đó. Đó, xịn rồi. Rồi. Úi dồi ôi, quá đẹp. Đó anh em. Đó, thế là dân thì nó sẽ không bị vào rồi. Để đặt thêm cái đuốc cho mọi người biết đây là cổng nó, quá đẹp. Tôi vào nha anh em. Tôi vào nha anh em. Chào anh em nhé. Rồi. Đóng cái cửa lại rồi hãng vào. Phải đóng cái cửa lại rồi hãng vào anh em ạ. Rồi. Ngồi sợ quá. Ủa, Ủa, đây chỗ nào? Đây chỗ nào mà tối này? Tôi nghe cái tiếng mà tôi đã thấy sợ rồi. Đây là bọn nào đây anh em? Đây là bọn nào đây? Chúng nó có đánh mình không? Sao chúng nó không đuổi với tôi? Sao mà bọn lại đông thế này anh em? Chúng có kiếm đấy anh em ạ. Rồi, thôi nhá anh nhá. Tôi nhìn thấy chúng nó có kiếm là tôi cũng sợ sợ rồi đấy. Thôi tôi không có muốn mess up với bọn này đâu. Để tôi thử đào thử mấy cái đá nào. Tôi thử nhìn xem cái đá này. Đây, cái đá sẽ bắn tắt trước. Ồ, cái này là cái gì đây? Cái gì đây? Đá này như đá địa ngục anh em ạ. Đó, đá địa ngục. Thế có cái gì mà sáng đẹp thế này? Glowstone dust là bột phát sáng à? Xịn nhỉ. Đào mang về làm tí gì cho vui anh em ạ. Biết đâu ở nhà mình cần. Cái này là cái gì đây? Con lợn gì kia? Đấy là cả động vật luôn anh em ạ. Sao trong địa ngục trông cũng nhộn nhịp nhở? Có lợn này. Hello bạn. Nó có đánh mình không? Hello bạn. Hello bạn lợn. Ui, 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 ui. Ôi dồi ôi, nó đuổi mình anh em ơi. Nó đuổi mình. Đâu rồi. Tôi giật cả mình, tôi đau tim của nó luôn anh em ạ. Đào tí này mang về cho đẹp nhà. Ôi, đau tim, từ từ xoa cái tim đấy anh em ạ. Oh. Ăn tí cho khỏe người. Còn lão thật, tôi bực quá. Tôi phải xử con này. Để tôi thử tìm cách tôi xử. Ủa, khỏe quá. Ủa, nó khỏe quá anh em ơi, nó khỏe quá. Khỏe quá. Ok. Ô, vì sao mà mấy thằng này nó lại đánh có lợn đây không ạ? Chúng nó đánh có lợn hộ tôi luôn. Nhưng mà chúng nó lại không đánh tôi. Có vẻ trong địa ngục cũng gọi là cũng sao ra? Cũng thân thiện với bạn bè phết nhở. Chúng nó không đánh tôi này anh em. Đó. Hello các anh. Kệ các anh ấy đi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì hay này? Cái này trông như là một cái rừng ở trong địa ngục anh em ạ. Đó, này là cái gì? Này cái gì đây? Nether Ward Block. Cái này là cái gì ta? Tôi không biết nữa. Trong địa ngục hay chứ anh em nhỉ? Thế còn con này là cái gì? Đây chứ là thân cây à? Đây phải gỗ. Xem nào. Crimson Stem. Thế là sao ta? Nó đâu có phải là gỗ đâu nhỉ? Thì gỗ nó phải là ấy chứ. Từ ấy chứ. Chúc đẹp. Đào mang về. Mang về gọi là sao ta? Có chiến tích là mình đã đi vào địa ngục anh em ạ. Đấy. Đẹp. Rất đẹp. Mấy cái loại đá này hay nhỉ, đây này, cái đá ở dưới chân này thì sao ta? Cứng thế, để cho chúng em đào. Nó màu này nhưng mà khi đào ra trở thành bình thường anh em ạ, hải. Thế con này là cái gì? Để đào thử. đào cái này nó ra XP luôn đấy anh em ạ. Nether Quartz, chung ở đây toàn là mấy cái đồ gì đấy, tôi chả hiểu nó gì lắm. Nhưng mà mình cũng có khá nhiều chiến tích ấy nhỉ. Mình về mình sẽ làm, tôi sẽ có một cái rương gọi là rương đựng đồ của... Sao tôi nghe tiếng có con nào khóc hay sao ấy. Ôi cái gì ấy. Mày đừng có dọa tao nhá. Đào tí ở đây này. Anh em nhìn này. Anh em trông nó có khác gì gỗ không? Anh em nhìn thử cái thân của nó này. Nó giống y hệt gỗ luôn. Còn cái cục phát sáng này thì là gì ta? Oh. Đây là một cái từ shroom kia, nấm. Đây là một loại nấm nó biết phát sáng ấy các bạn. Ghê nhỉ. Nhạc nhẹ phiêu lưu thế. Nhạc nhẹ phiêu lưu thế. Thế con này là cái gì? Mình không đào được cái đấy các bạn, mình đào cái là nó mất luôn. Nhạc nhẹ phiêu lưu vậy. Đó. Chung là tôi cũng đã có. Ôi. Đi đâu mà tay nó cứ cầm kiếm chung sợ thế. Đấy, chung là tôi cũng đã có một khá đấy anh em, thấy xịn không? Xịn không anh em? Ồ, cái màu xanh ở đây. Cái này là cái gì? Nấm màu xanh. Ô, mình làm được cái cần câu nấm này thì làm gì? Tôi trông ở đây nó không khác từ ngoài đời lắm. Thế cái này cái gì đây? Crimson Root. Crimson Root. Nấm đỏ. Hết nấm xanh tôi lại nấm đỏ. Hay chưa này. Ủa, cẩn thận đây các bạn. Chết như trời đấy. Ở đây có địa ngục mà. Đây là địa ngục mà. Chúng ta cần phải nghiêm túc anh em ạ. Đây địa ngục chứ không phải là nơi chúng ta đùa cọt được. Cây cao nhỉ. Sợ quá. Mấy anh đừng có đánh em nhé. Em cũng chỉ là người thường thôi. Em cũng chỉ muốn đến để gọi là đẹp nhờ. Rộng thật. Ô cái gì kia. Đây là cái gì? Cái này là cái quặng gì mà nó vàng vàng trong hai cái này. Bậc thang. Quặng. À, cái này là cái gì đây? Trông như là quặng vàng nhỉ. Ô, mình đào cái thì nó ra vàng. Đây là quặng vàng thật anh em ạ. Xịn. Lại có thêm vàng. Thế nhưng mà sao cái vàng này thấy nó nhỏ nhỏ anh em nhỉ? Thấy vàng nhỏ nhỏ. Chả biết có phải vàng không, nhưng mà nó biết là ấy này. Vàng này, nó biết là gold vàng này. Chúng hóa ra trong địa ngục cũng gọi là yên bình nhờ. Yeah. Địa ngục yên bình nhờ. Yeah. Tôi cũng muốn kết bạn thử với mấy anh rồi là mấy anh dân ở đây mà không biết kết kiểu gì, chẳng lẽ đánh mấy anh nó phát hơi mất dạy. Để tôi thử đi qua mấy bên kia xem thử không sao. Bây giờ xuống ở gì ta? Rồi. Nó có cái con gì ở dưới lava luôn kìa anh em. Thú vị nhỉ, ở trong này có mấy con gì nó bơi ở dưới lava luôn ấy. Kìa. Đấy, cái này. Cao thế. Cao thế, cái địa ngục này nó có kiểu là có bao nhiêu tầng luôn ấy. Đây này, nó có một tầng nó bên trên này này. Ghê đấy. Thế hóa ra là mình đang ở tầng dưới à? Ủa. Mấy cái thằng này nó vào trong này luôn à? kệ nó đi anh ạ, tôi không tính dây dưa với nó lắm. Nhiều đồ nhỉ, để chúng ta thử đi khám phá thử xem còn gì không nhá. Thử đi khám, chẳng lẽ là địa ngục lại yên bình thế này, thế nó hơi không như mong đợi của tôi lắm. Tôi cứ tưởng tôi vào đây là tôi phải sống chết trong địa ngục luôn đấy. Tôi cứ tưởng tôi vào đây rồi thì gọi là cánh cổng sẽ đóng nó lại và mình sẽ phải gọi là sinh tồn trong địa ngục, không phải là yên bình. Nó đúng với cái tính chất của Minecraft luôn, chơi khá là yên bình và thoải mái. Địa ngục cũng dễ thương như vậy. Thế là hệ lâu anh, đừng có đánh em không nhờn đâu nhá. Em là cho anh đi đấy. Tôi thử đi chu du, tôi thử đi chu du tí không sao. Chu du mà từ từ thực ra là cũng hơi sợ, bởi vì tôi không, bởi vì theo như gọi là theo như tôi kinh nghiệm xem phim nhiều thì thường là những thằng nào mà đầu phim mà gọi là không cẩn thận mà cười kiểu gái to ấy là về sau chết như rạ anh em ạ. Nên là chắc tôi đi về đi ngủ á. Tôi không muốn gái to đâu, gái to về sau tôi chết cái là tôi ấy lắm. Sao ta? Úi dồi, anh dân kìa. Úi dồi, anh dân. Úi dồi, anh dân. Anh ấy đứng lên người mình luôn chứ. Ôi ôi, bù huyền thế anh phải từ từ ấy. Anh không dạo đầu à. Có nhiều đồ đẹp quá anh em ơi. Streamline đặt ra cá nào. Ôi ôi, nhưng mà trông nó hơi ghê nhỉ, trông nó hơi cái như kiểu là cái nội tạng ở trong người trông hơi ghê thôi, đảo đi ghê quá. Ui, cất đi anh em, cất đi. Mấy cái này cũng hay nhỉ, để buổi sau tôi thử nghiên cứu thử thêm xem là có cái gì. Glow dust, cái glowstone này hình như mình làm được cái đèn đấy. Để tôi thử nhòm nhòm trong này xem làm cái gì không. Ô, mình làm được một cái, mình làm được cái mũi tên vàng anh em ạ. Ô, mũi tên đây này đấy đó, chính là cục này đó. Mình làm thành một cục, mình đặt thử xem sao. Đặt đâu ta? Đặt đâu cho sáng ta? Chắc đặt ở giữa nhà ấy nhỉ. Đúng rồi, đấy, cảm thấy không? Oh, đẹp. Ok, để tôi thử xem còn gì không. Vàng này. Oh, nó từ mấy cái vàng nhỏ, từ 9 vàng nhỏ là mình làm ra được cái vàng to này các bạn. Từ nó vậy là mình cầm mình quẹt đó. Tôi được 4 cục vàng to. Còn gì nữa? Sao để làm được cái lửa xanh? Cái lửa xanh là mình cần có cái này anh em ạ. Mình cần có cái cục đá. Đây là cát địa ngục hả? Có vẻ như là cát linh hồn anh em ạ. Mình làm này để làm gì? Tôi không biết làm này làm gì anh em ạ. Chịu. Đèn. Đây là đèn redstone. Target là để làm gì? Nhiều đồ chưa nhỉ? Observer. Càng nhờ cũng nhiều đồ đấy. Chưa gì mình đã hết chỗ để rương rồi. Chắc phải làm thêm cái rương nữa rồi anh em ạ. Chưa gì đã hết chỗ để rương rồi. Nhà gọi là quá là chặt luôn. Đó. Thôi mày tới đây thôi nhá anh em. Có gì để buổi sau thì chúng ta sẽ cùng khám phá địa ngục, xem trong địa ngục có cái gì anh em ạ. Tôi cũng khá là nóng lòng, nhưng mỗi tội là tôi cần phải lên nhân mạng tôi tìm hiểu thêm đã. Chứ tôi không muốn gái to xong bị ấy đâu, tôi bị. Ok. Tạm biệt anh em nhá. Xong buổi sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xong cái đống này làm quái. Nói chứ bây giờ tôi ập cái là tôi lên mạng tìm hiểu luôn đấy thật. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em nhá. Tôi mong là tôi sẽ mong là thời gian tới rảnh nhiều để làm video cho anh em. Chào anh em nhé.